Xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến tất cả quý vị các bạn chúng ta cái những cái style cha bên cái bộ set của mình. Các bạn nào có nhu cầu liên hệ thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0917 937 991 hay cái Facebook của mình là Bạch Ngọc Duy Sơn, hay là các bạn chúng ta có thể để bình luận phía dưới video. Và trước khi demo mình cũng xin nói luôn với các bạn là các bạn hết sức thông cảm là mình quay bằng cái điện thoại, trực tiếp bằng điện thoại, không qua cái phần mềm nào cả. Đây là người thật, việc thật. Và thứ hai là trình độ của mình rất là còn non kém, cho nên là trong khi demo đánh có gì sai sót, anh em chúng ta lượng thứ bỏ qua cái việc này. Và chúng ta chỉ nên xem demo cái style thôi, chứ không xem trình độ người đánh ở đây ha các bạn ha. Các bạn một lần nữa mình cũng xin nhắc lại. Và trong khi cái demo cho anh em thì mình cũng rất là hồi hộp, cũng không biết là nên bắt đầu từ đâu. Mình ngẫu hứng thôi, mình không có sự chuẩn bị như các anh em khác. Chúng ta chuẩn bị rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà mình khẳng định với các bạn là cái bộ set của mình đã được kiểm tra trên nhiều show, đi nhiều show các dàn nhạc khác nhau, thì bộ set này nó rất là phù hợp, đánh nó không bị kén đồ các bạn, rất là phù hợp. Những style mình đã chỉnh rồi thì nó rất là ok, không các bạn khỏi lo về việc đó. Bởi vì mình là nhạc công cũng đi làm cho các bạn, cho nên là khi các bạn lấy về thì đi đánh chỉ có việc đi sử dụng mà thôi ha. Dù như có trục trặc, có khúc mắc gì các bạn sẽ được mình hỗ trợ, mình hỗ trợ hết mình các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ vào việc. Thì mình nói trước nha, trình độ của mình nó còn non kém mà chúng ta không có xem cái trình độ ở đây ha. Mình sẽ đánh cái bản cha cha hòa tấu đi. Mình chuyển qua style khác các bạn ha. Rồi, mình qua style cha cha bên này, cha cha Yamaha đó, do mình ngày trước mình làm xiên lắm, mình ngồi mình convert lại từ Yamaha xong qua mình đổi bộ trống. Nhưng bây giờ mình làm biến cho nên là mình chỉ để một cái style Yamaha này các bạn. Nếu các bạn nào thích thì chúng ta có thể dùng style Yamaha để chúng ta đánh ha. Mình ví dụ mình demo một cái, mình mở một cái bài hát nào đó đi, ngẫu nhiên để mà xem mình đánh cái bài hát gì nữa. Thôi mình đánh 10 năm để chờ đi ha. Mà theo cái kiểu lối cha cha ha. Bình thường thì nó không phải như thế, nhưng mà thường là mình đánh giải quyết nóng rồi để khách rồi dễ hát thì mình dùng cha cha ha. Vậy thôi. Rồi các bạn có gì thông cảm nha. Có gì sai sót các bạn chúng ta cũng thông cảm cho mình ha. Dạ. Cái phía cái tay này ending intro 1 intro 2 này để mình dây cái điện thoại một chút xíu để chúng ta xem ha. Đó, khoan chờ mình xíu ha. Thì
để xem rõ cái phần bên phần anilin nhé. Đó, chúng ta thấy rồi đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển qua cái để khoan để coi kết thúc cái anilin. Rồi, cái tà cha thứ hai ha. Sử dụng bộ kit của Lê Nam Trần. Mình sử dụng rất là nhiều bộ set của các anh em khác nhau để mình ghép lại ha. Cái đó thì chuyện nhỏ, mình chỉnh lại thôi, không quan trọng là style nó kêu như thế nào các bạn, nó kêu có rõ hay không, hay hay không các bạn, đúng không? Rồi mình qua style cha cha thứ ba ha. Rồi vô. Làm lại cái đó. Cái đó thì không sao, các bạn dùng mấy cái phím chính hay là được rồi. Mình cũng chưa ít cái dùng mấy cái bên này lắm. Cho nên mình chưa chỉnh sửa nó thôi chứ không có gì hết. Ly khúc để mình sẽ có phần sau để giới thiệu đến các bạn. Bây giờ mình chỉ sử dụng cha cha đi ha. Cha cha. Mình giới thiệu.
Mình có thể sử dụng cái bài mình quýnh đó các bạn. Nhiều bài nó có cha cha rất là hay á, mình làm luôn ấy các bạn. Cho nên là chúng ta không cần phải là cái xà tay gốc nha. Như chẳng hạn như cái bài này. Cái bài này mình cũng sử dụng cái cha cha là mình đi để đánh show bình thường thôi chứ không có gì hết các bạn. Đâu rồi. Đây, mình đây. Thấy ha. Bạn xem ha. Đó thì mình cũng có sử dụng cái cha cha đó mình đánh được vô tư các bạn, có gì đâu mà mình phải nhất thiết là phải dùng tay chính. Ở bên mình có nhiều bộ set ráp là nhiều intro đó các bạn, cho nên là mình chỉ cần dùng những cái bài mình đánh là cũng được rồi, không cần phải dùng cái style chính. Đây chẳng hạn như mình làm cái style Chucky này buồn các bạn nghe này, rất là hay các bạn thấy không, rất là hay. Một cái nhanh thôi quá rồi. Quá rồi, bộ gõ rất là đó. Rồi thì cái phần là demo cha cha. À, các style cơ bản cha 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 mình đã giới thiệu còn rất là nhiều, thì mình chỉ giới thiệu sơ qua và từng bộ, và sắp tới mình sẽ làm style, làm cái phần demo style về bolero, slow, DJ vân vân. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này, các bạn vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Trong khi demo thì có gì sai sót là mong là anh em lượng thứ bỏ qua cho, bởi vì đôi lúc mình có sự nhầm lẫn khi mình làm video, mình không có sự chuẩn bị các bạn. Nhưng mà nói tóm lại là mình làm việc người thật, việc thật, không có thu âm thu ít ở trong này ha. Mà mình dám nói luôn là bộ set này mình cân chỉnh rất là nhiều. Cho nên là có gì ví dụ như về mà các bạn mà nếu mà các bạn mà mua bộ set của mình ha, có gì lỗi là mình sẽ chỉ cho cách cân chỉnh rất là dễ ha. Mình đã ghép qua rất là nhiều bộ set trong này, rất là nhiều ha. Xin chào anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em chúng ta ngày mới vui vẻ ha.